Xin chào mọi người. Ác chân thành cảm ơn bạn Tú Huyền nha. Chiều hôm qua bạn nhân đốc Sóc Thành ủng hộ tiền cho ác. Cảm ơn Tú Huyền rất nhiều. Cảm ơn bạn. Ma Hoàng Trái Nhất Phạm tập 371. Một thân hình với chiến bào đỏ thẫm cuồn cuộn trong gió, nghìn gió phiêu đãng rất dễ thấy. Một người trung niên gương mặt đầy râu, thân thể cường tráng đột nhiên xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Lúc hắn nhìn thấy Mộ Dung Tuyết bị trọng thương nằm trên mặt đất, thân thể chấn động, sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói: "Tuyết Nhi, tức cuộc có chuyện gì xảy ra? Gia chủ có người khi dễ tiểu thư." Nhìn có người đến, Trụy Nhi như tìm được chỗ dựa, vội vã tiến lên cúi đầu. Chỉ mấy người trách phạm khóc lóc kể lể: "Gia chủ, ngài phải làm chủ cho tiểu thư. Tiểu tử và nhi tử hắn trước kia được tiểu thư cứu giúp, thế nhưng lần này hắn lấy oán báo ân, sai nữ nhân kia đã thương tiểu thư, xin gia chủ xả cơn giận này cho tiểu thư." Nghe được lần này, Trác Phàm bất dĩ lắc đầu cười khó một tiếng: "Anh đã sớm biết tiểu nha đầu Trụy Nhi là người hung hăng càn quấy, mọi chuyện nàng ta rõ ràng, thế mà trực tiếp tỉnh lượt đi chụp mũ lấy oán báo ân cho anh, chủ yếu là muốn vì Mộ Dung gia này tức giận. Nhà đầu này đúng là trợ thủ kéo thù hận đến cho anh, không vào ma đạo thật lãng phí nhân tài." Đại ca, thật ra lúc này Mộ Dung Tuyết muốn lên tiếng giải thích cũng bị Mộ Dung Điệp chặn lại, báo nàng không cần nói. Nhìn qua khuôn mặt của nàng, lại ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, lạnh lùng lên tiếng: "Tại hạ Mộ Dung Thế Gia Nam Châu Mộ Dung Điệp, muốn được mời đến Bắc Hải Chi Tân nghỉ chân, nhưng trước đó mấy ngày nghe nói Hải Dương Tâm xảy ra chuyện mới đến đây dò xét, không biết các vị là người phương nào, đã từng nghe đến chuyện của Hải Dương Tâm chưa?" Hà Tài rất chặt, trong mắt bắt được người vũ lấy lên sát ý. Mộ Dung Dịch nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười như có như không, ngón tay bắt đầu hơi hơi rung động. "Đệ nhất cao thủ Nam Châu Liệt Dương Kiếm Thần Mộ Dung gia chủ, đại danh vang dội." Lúc này Trác Phàm vẫn không quay người nhìn Mộ Dung Dịch, anh chỉ mỉm cười gật đầu nói: "Chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi, không biết Hải Dương Tông xảy ra chuyện gì, không thể giúp gì cho Mộ Dung gia chủ rồi, xin thứ lỗi. Ngược lại ở trấn Phong Xương này lại có chút hiểu lầm với lệnh muội, có điều đã giải trừ được rồi, không có chuyện gì nữa. Còn chuyện cụ thể thế nào, tin tưởng lệnh muội ngày sẽ giải thích về ngày sau, chúng tôi đang gấp không thể phục bồi, cáo từ." Vừa dứt lời, Trác Phàm liền kéo Tức Nhi tiếp tục rời đi. Bá Lê Ngự Vũ cũng vội vàng đuổi theo, không nói một lời, chăm chú nhìn nhất cử nhất động có bà họ. Mộ Dung Dịch trầm ngâm một chút rồi là đỡ lên tiếng: "Chờ một chút, tiên sinh làm gì vội vã như vậy chứ? Tại hạ hành tẩu ở Nam Châu nhiều năm, không phải là người không nói đạo lý. Danh tiếng Mộ Dung Thế Gia hiệp nghĩa cũng phải là tùy tiện mà có. Nếu tiên sinh cùng tiểu mộ có chút hiểu lầm, không bằng để tại hạ làm rõ chân tướng trước rồi lại nói sau. Nếu tiểu muội làm gì sai, tại hạ nhất định bảo tiểu muội bồi tội với tiên sinh. Nếu bên trong thật sự có hiểu lầm gì, nói ra ta cũng không sao. Tại hạ cùng tiên sinh nói chuyện vui vẻ, kết giao bằng hữu không phải tốt hơn sao?" Mộ Dung Điệp nói chuyện vô cùng cung kính, lễ nghĩa, biểu hiện phong phạm của một đại gia, không có cảm giác ép buộc, có thể thấy được gia phong Mộ Dung rất thuần chính. Nếu người bình thường nghe được lời này sẽ mừng rỡ mà ở lại nói chuyện với gia chủ đệ nhất thế gia Nam Châu 10 ngày nửa tháng cũng nên, có thể đến lúc đó có đuổi cũng không đi, đây là cơ hội tốt nhất cho việc thấy người sang bắt vàng làm họ. Đáng tiếc Trác Phàm đi chuyến này lại không quang minh chính đại lộ mặt, Bá Đức Người Vũ càng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên Trác Phàm vừa lắc đầu cười khẽ cự tuyệt: "Ý tốt của Mộ Dung gia chủ tại hạ xin nhận, nhưng tại hạ thật sự có chuyện cần phải đi, không thể trì hoãn. Nếu sau này tại hạ có thời gian sẽ đến Mộ Dung gia thăm hỏi, để đến lúc đó gia chủ không ngại tại hạ phiền phức, tại hạ sẽ quấy rầy mấy ngày, còn hiện tại tạm cáo từ trước." Vừa nói xong, Trác Phàm đã không kịp chờ đợi lần nữa, muốn chuồn đi. "Chờ một chút, tiên sinh dừng bước, tại hạ còn có một số chuyện muốn thỉnh giáo tiên sinh." Mộ Dung Điệp khẽ hít mắt, trong lòng càng thêm sinh nghi, vội vã rống to, làm như không nghe thấy bước chân Trác Phàm không giảm chút nào. Mộ Dung Điệp nghe thấy vậy, trong lòng càng thêm nghi ngờ, đám người này quả nhiên khả nghi, có lẽ cũng là thám tử Trung Châu. Kết quả không nói hai lời, bay người phóng về với Trác Phàm. "Tiên sinh vội vàng rời đi như vậy, chẳng lẽ trong lòng có quỷ không dám gặp người sao?" Bích. Thế mà ngay lúc Mộ Dung Điệp muốn bắt được lưng của Trác Phàm,
Một bóng dáng băng lãnh bỗng nhiên vọt đến trước mặt hắn, đánh một chưởng. Thoáng chốc, từng đạo lôi mang nổi vang, tiếng gió vù vù vang vọng, một đạo kiếm mang cường hãn đánh tới trán Mộ Dung Địch. Mộ Dung Địch vô cùng hoảng hốt, với lực mạnh mẽ như vậy hắn ít khi gặp phải, vội vã vung ra một đạo kiếm khí nóng rực va chạm vào nhau. Âm như tiếng sấm nổ tung bầu trời, thiên địa rung động. Mỗi lần kiếm vương cấp cao thủ va chạm, quét tán ra sóng xung kích, nhất thời làm cho toàn bộ tiểu trấn nổ vang, hóa thành bột mịn tung tóe khắp bầu trời. Khí thế cường đại thổi bay Mộ Dung Tuyết và Trụy Nhi tỏ ra nặng nề mà đập xuống cát vàng. Khi nhô đầu ra, phóng mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy trước mặt hết thảy đã biến mất, chỉ còn là một vùng phế tích. Sao có thể? Đại ca xuất thủ luôn luôn có chừng mực, sao là thế? Trong mắt nhìn không được có rút lại. Mộ Dung Tuyết quá sợ hãi, quay đầu nhìn về phía xa, thân thể run lên với mặt đầy hoảng sợ. Chỉ thấy giờ khắc này Mộ Dung Địch đứng nơi đó, sắc mặt nghiêm túc nhìn bóng người phía trước, một tay khẽ run lên, từng đạn lôi mang thỉnh thoảng lóe lên. Mà phía dưới, Trác Phàm nắm tay Tức Nhi vẫn yên tĩnh đứng trong cuồng phong phía sau anh. Người ngăn cản trước mặt Mộ Dung Địch chính là Bánh Đế Người Vũ, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Một tiếng đồng nhỏ vang lên, từ trong phế tích một bóng dáng nhỏ xinh bò ra ngoài. Chứ người này chính là Trụy Nhi. Nàng kinh ngạc nhìn bốn phía tìm kiếm, chốc lát sau đã phát hiện ra chỗ của tiểu thư, vội vã đến bên cạnh, cả kinh nói: "Tiểu thư, chuyện này sao lại thế này? Vì sao gia chủ lại phá hủy trấn nhỏ này chứ? Không phải đại ca muốn hủy, mà gặp phải đối thủ chỉ có thể chiến đấu, khó mà thu lực. Dư âm hai người đối chưởng mới hủy diệt trấn nhỏ này trong phút chốc." Mi mắt run rẩy, Mộ Dung Tuyết chăm chú nhìn ba người kia với mặt càng thêm ngưng trọng, lẩm bẩm nói: "Trong thiên hạ, người có thể đánh đồng cùng đại ca chứa đệ nhất cao thủ các châu và cựu gấm vương Trung Châu, thế nhưng cường giả các châu đại ca đều rất quen thuộc, nhưng bây giờ lại xuất hiện một thế lực có thể chống lại đại ca, chỉ thôi nói rõ người này là cựu kiếm vương sao?" Trụy Nhi hít sâu một hơi, không thể tin nhìn Bánh Đế Người Vũ, hai chân mềm nhũn, trong lòng bỗng lo sợ, mồ hôi đổ ra như thác nước nhất thời chảy xuống. "Tiểu thư, vừa rồi ngươi kém chút đánh nhau với cựu gấm vương, nguy hiểm thật đó, nên nàng ta thật sự giết chết tiểu thư như vậy?" Mi mắt run lên, Mộ Dung Tuyết cũng hơi gật đầu, thở dài lên tiếng: "Đúng vậy, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được cựu kiếm vương. Có điều nữ tử kia là cựu kiếm vương, và tên của Nhất Phạm kia thì sao chứ? Tuy không pháp kỳ dị, nhưng vừa rồi ta đối chưởng với hắn hoàn toàn không mạnh mẽ như cựu kiếm vương, thậm chí còn không đạt đến quy nguyên cảnh. Thế nhưng hắn sao thể điều động cựu kiếm vương bán mạng cho hắn chứ? Có lẽ hắn là hoàng tử sao? Không thể nào, cựu kiếm vương chỉ có địch Bất Bại Kiếm Tôn, không ai có thể sai được bọn họ, có lúc cũng sẽ nghe theo lệnh thừa tướng Bánh Đế Kinh Vĩ. Ngoài trừ hai người này ra, cựu công vương sẽ không tuân lệnh một ai, cho dù là Kiếm Tinh Hoàng Đế cũng vậy." Mộ Dung Tuyết nhíu mày do dự nói: "Không biết tên của Nhất Phàm này là người có thân phận thế nào, có thể mà hắn lại tiêu diệt một phần cao tầng Kiếm Tinh Đế Quốc, làm sao ở cùng một chỗ với kiếm vương được chứ?" Mộ Dung Tuyết không hiểu, Trụy Nhi bất đắc dĩ nếu nhìn nàng không thể lý giải được, chỉ thế yên lặng nhìn hai bên giằng co, lông mày nhíu lại, trên trán viết rõ hai từ nghi hoặc. Thế nhưng rất nhanh nàng đột nhiên kinh hoảng lại đến: "Xong đời, thì tên kia có cựu cấm vương làm chỗ dựa, vừa rồi ta nói xấu hắn, hắn có trả thù ta không? Bảo cựu cấm vương đến ám sát ta, làm sao sống được chứ? Tiểu thư, ta không muốn chết." "Hô, ai bảo bình thường miệng đỡ ngươi chua ngoa làm gì, nói vơ và vớ vẩn, họa từ miệng mà ra không biết hay sao?" Hung hăng trừng mắt nhìn nàng, Mộ Dung Tuyết lại bất đắc dĩ bật cười lắc lắc đầu: "Nhưng ngươi yên tâm, nếu cựu cấm vương đến ám sát một tiểu nha đầu như ngươi, và danh tiếng của ngươi nhất định sẽ vang dội, giá trị con người tăng lên gấp bội, cùng chết đúng chỗ đó." "Hả? Ta không muốn giá trị con người tăng lên gấp bội, ta chỉ muốn sống thật tốt thôi." "Nha đầu ngốc, ngươi không có cơ hội này." Cười khẽ lắc đầu, Mộ Dung Tuyết nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Trụy Nhi bất chấp mỉm cười. Nơi kia, một chuyện có Mộ Dung Điệp và Bát Linh Ngự Vũ, nội tình của Trác Phàm cũng bại lộ một nửa, làm cảnh giác của Mộ Dung Điệp đột ngột cao lên, chăm chú nhìn Trác Phàm, cũng giống như Mộ Dung Tuyết, hắn vô cùng nghi hoặc. "Ta biết cựu công vương Trung Châu chỉ có một nữ tử, Bát Linh Ngự Vũ, thế nhưng không biết các hạ là ai, lại thế mời lãnh vũ kiếm vương hộ tống chứ?" Mộ Dung gia chủ hiểu lầm rồi, mấy người tại hạ không phải người Trung Châu, chẳng qua chỉ là người qua đường, ngài không nên nghi ngờ. Không có người đạt, thần sắc Trác Phàm vẫn tự nhiên sâu xa nói: "Nếu chúng ta là người Trung Châu, hiện tại
người như ngươi nói cũng phải là tài hạ, mà chính là lão thất phu bất bại kiếm tôn kia. Lão thất phu sao? Mộ Dung Địch run lên khi nghe được lời này. Hắn biết tất cả cao tầng Trung Châu đều sùng kính bất bại kiếm tôn, không dám có tâm nói xấu hắn là nửa lời. Cho dù có bị giam trong ngục tù cũng sẽ không bất kính với lão tổ tông của mình. Nhưng tiểu tử này mở miệng lại dùng từ ngã ngớn như vậy, có đại hắn thực sự không có quan hệ gì với Trung Châu sao? Dưới gầm trời này, ngoại trừ cao thủ năm châu kia, còn ai có thể chống lại cổ kiếm vương chứ? Trong lúc nhất thời, ba chữ của Trác Phàm đã giảm đi nghi ngờ trong lòng Mộ Dung Liệt. Chỉ có Bách Lý Ngự Vũ hai tay siết chặt, trong lòng vô cùng giận dữ. Ngày trước mặt nàng mà dám làm nhục lão tổ tông, chẳng cách nào đánh lên trên mặt nàng. Mộ Dung Liệt trầm ngâm rất lâu, nhìn chằm chằm Trác Phàm vẫn không thể yên lòng, tiếp tục truy vấn. Tiên sinh không phải người Trung Châu, và tiên sinh đến từ đâu, đến Bắc Châu với mục đích gì? Vừa rồi tại hạ đã nói qua, chúng ta chỉ là người qua đường mà thôi, Mộ Dung gia chủ không cần truy đến cùng như vậy. Nếu bình thường tại hạ cũng không vô lễ để tìm hiểu nội tình của tiên sinh, chỉ tiếc bây giờ tình thế ở Bắc Châu khẩn cấp, tại hạ không thể không cẩn thận, mong tiên sinh thứ lỗi. Thế nhưng nếu ta không muốn trả lời thì sao? Trác Phàm hít mắt nhàn nhạt nói. Mộ Dung Địch cười lạnh, bỗng dưng phóng xuất ra khí thế cường đại, ánh mắt kiên định không hề nhượng bộ. Như vậy thì xin lỗi, trước khi xác nhận bối cảnh của tiên sinh, tại hạ tuyệt không để tiên sinh rời đi. Đời này có Liệt Dương kiếm thần quá tự phụ rồi. Trác Phàm cười khẽ không nói gì thêm, nắm tay Tất Nhi tiếp tục đi về phía trước. Tiếng Anh thầm thẳm truyền vào trong tai Bách Lý Ngự Vũ. Ta với Tất Nhi đi trước, chút nữa ngươi đuổi theo. Ánh mắt dưới lại, Mộ Dung Địch nhìn thấy cảnh này liền mạnh mẽ giật chân, bỗng nhiên bay về phía Trác Phàm hét lớn. Tiên sinh nói đi là đi, cũng quá không để tại hạ vào mắt. Thế mà lúc này, một bóng người xinh đẹp lóe qua, thân thể Bách Lý Ngự Vũ lần nữa xuất hiện cản trước mặt hắn. Sớm đã chuẩn bị, Mộ Dung Địch cũng không khỏi kinh ngạc, thân thể đột nhiên lắc mạnh một cái, toàn bộ bầu trời hóa thành hỏa vân nóng rực, đốt cháy thiên địa, khô nóng vô cùng. Vốn Bắc Châu là nơi gió tuyết bay lượn, vụt băng đầy trời bỗng dưng hóa thành núi lửa phun trào, nhiệt độ trong không khí tăng vọt như dung nham tan chảy. Những tảng băng tuyết tích tụ mấy trăm năm dưới nhiệt độ này cũng bốc thành hơi nước, tiêu tán không còn dấu vết. Chỉ trong nháy mắt, phong cảnh Bắc Quốc nhất thời thay đổi hình dạng, trở thành địa ngục rực lửa. Toàn bộ thiên địa cũng hoàn toàn rơi vào khống chế của Mộ Dung Liệt. Thực lực quy nguyên cảnh đỉnh phong cực hạn khiến tất cả sinh linh trong thiên địa nằm trong sự khống chế của hắn, không thể đào thoát. Tuy nhiên đối mặt với tình cảnh này, có lẽ người bình thường đã hoảng sợ muốn tè ra quần, chỉ chờ thúc thủ chịu trói. Nhưng Bách Lý Ngự Vũ là ai chứ? Sao thể dễ dàng sợ hãi vì một chiêu của đệ nhất năm châu chứ? Kết quả là ánh mắt bành lãnh của nàng lóe lên tia sáng kỳ dị, sau đó thân thể chấn động phát ra khí tức cường đại. Trong nháy mắt sấm sét nổ tung, ánh sáng bạc lấp đầy trời, bầu trời đó rực đã hóa thành đại dương màu bạc, bên trong có từng đợt lôi quang kiếm khí lạnh lẽo hỗn loạn. Dù với tất cả tiếng sét dưới lôi mang trong nháy mắt đã bị chôn vùi. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị của hai tài năng này, Mộ Dung Tiết và nha đầu Trụy Nhi nhìn đến hoảng hốt. Tuy nhiên các nàng đã sớm nhìn ra Bách Lý Ngự Vũ không đơn giản, là đối thủ ngang tầm với huynh trưởng nàng, nhưng vẫn tuyệt đối không ngờ rằng thực lực hai người ngang nhau, họ không hề nhượng bộ ai. Cấp bậc đỏ sức của cổ kiếm vương làm cho toàn bộ thiên địa run lên không ngừng, không biết nên đứng ở bên nào mới tốt. Ha ha, cô nương quả nhiên là đối thủ khó có được. Về công lực mà nói tương xứng với tài hạ, khó trách vị tiên sinh kia lại tự tin như thế, có thể thoát khỏi sự dây dưa của tài hạ. Có người hộ vệ như cô nương, cho dù đại chiến với tài hạ 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc có thể phân thắng bại, làm gì có năng lực đuổi kịp hắn chứ. Ngửa mặt nhìn bầu trời phân biệt rõ ràng, là nhìn bóng lưng Trác Phàm bình tĩnh tự tin bước từng bước chậm rãi rời xa. Mộ Dung Địch cười lớn một tiếng tán thưởng gật đầu, thế nhưng rất nhanh hắn lại nhếch miệng cười nói ra, có điều đáng tiếc, các người tính sang một việc, tuy cô nương có thực lực tương đương với tài hạ, nhưng để chính thức khai chiến, cô nương chưa hẳn có thể đỡ được 10 chiêu của ta. Thôi đi, cóc kẻ, khẩu khí lớn thật đó. Bách Lý Ngự Vũ hừ nhẹ, khinh bỉ nhìn Mộ Dung Địch, khinh thường nói ra, nghe đồn Mộ Dung gia chủ luôn lão luyện thành thục, bây giờ gặp qua một lần thì ra chỉ là một tên khoác lác cuồng ngạo. Vừa rồi hai người chúng ta đơn đấu đã khó phân cao thấp, nếu giao thủ trừ phi đến sân cùng thúy tận, nếu không thì cũng khó phân ra thắng bại. Cho dù 9.000 ngày cũng có thể, nhưng hôm nay Mộ Dung gia chủ miệng thả cuồng ngôn,
10 chiêu đánh bại ta sao? Chẳng lẽ Mộ Dung gia chủ tự cho võ kỹ của tiểu nữ kém hơn tuyệt học của Mộ Dung gia sao? Mộ Dung Địch nhìn nàng, chậm đã đắc đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười thần bí. Cô nương hiểu lầm rồi, công lực của cô nương cao không khác gì tài hạ, người bình thường sao thể đạt tới được chứ? Hắn là thế hệ uyên thâm của gia tộc, võ kỹ sao thể là kém được chứ? Mặc dù Mộ Dung gia có chút danh tiếng bên ngoài, nhưng công không tới mức tự cao tự đại, cuồng vọng khinh biệt anh hùng trong thiên hạ. Ồ, đã như vậy, sao ngươi còn nói mời chiêu thắng ta? Bách Lý Nguyên Vũ cười vang như chuông bạc, liếc nhìn hắn châm chọc. Mộ Dung Địch nhìn nàng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Hay à, hôm nay có thể gặp gỡ cao thủ như cô nương, đại chiến 3.000 hiệp cũng vui vẻ vô cùng. Đây vốn là chuyện may mắn. Chỉ tiếc hiện tại tình thế nguy cấp, không cho phép tại hạ bởi vì vui vẻ gặp gỡ một người mà tổn hại an nguy Bắc Châu, nên đành đắc tội, xin cô nương rộng lòng tha thứ. Mộ Dung Địch rất lễ độ, chắp tay mà nói, nhưng rất nhanh, trong mắt hắn lấy lên tinh mang, sắc mặt trở nên cực kỳ kinh địch. Sau đó, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm vàng óng, dài khoảng 7 thước, toàn thân tản ra sóng nhiệt cuồn cuộn. Mà trong tích tắc, kiếm vàng xuất hiện, lần nữa thiên địa phát sinh nghịch chuyển. Bên Mộ Dung Điện, hóa văn cuồn cuộn lật qua lật lại, bắt đầu cuộn trào không ngừng, tản mắt ra khí thế cường hãn. Sau đó tựa như sóng biển cuồn cuộn gào thét, lao thẳng về phía bầu trời màu bạc của Bát Lý Ngư Vũ. Trong nháy mắt, cắn nuốt toàn bộ một nửa bầu trời màu bạc và kinh thiên lôi điện của kiếm khí mang lại. Bình! Chân trời mênh mông càng thêm đỏ ngầu, sóng nhiệt mãnh liệt tản mát ra nhiệt độ đủ để hỏa tán hết thảy mọi thứ, tùy ý gào thét trong thiên địa. Quyền chưởng khống sức mạnh thiên địa lần nữa rơi vào tay Mộ Dung Điệp, mà lần này sóng nhiệt trong thiên địa càng thêm cường hãn, cho thấy công lực Mộ Dung Điệp tăng lên trên diện rộng. Thân thể Bát Lý Ngư Vũ run rẩy cả kinh nói, Nam Châu thần binh, Phần Thiên thần kiếm sao? Đúng vậy. Khóe miệng sẽ có nụ cười lạnh nhạt, Mộ Dung Điệp để trường kiếm trước ngực lắc đầu nói, cô nương thứ lỗi, tại biết rõ hai bên giao thủ, tại hạ đột nhiên xuất ra thần kiếm, thật sự có thắng cũng không anh hùng gì. Có điều ta cũng vừa mới nói, nếu bình thường Tăng Nguyệt cùng cô nương đỏ sức đánh một cách thống khoái, nhưng bây giờ không được, xin rộng lòng tha thứ. Thấy hắn này, hai mắt Mộ Dung Tuyết và Truyền Nhi lóe sáng cười vui vẻ, trong lòng hiểu rõ trận chiến này gia chủ đã thắng. Tuy nữ nhân kia thực lực kinh người, là đối thủ ngang tài ngang sức cùng gia chủ, nhưng nàng lại không có thần binh trợ thần hiếm thấy trên đời. Nếu biết rằng thần binh cũng không phải là linh binh bình thường có thể so sánh được, một khi có đinh khí trong tay, thực lực càng kinh người, có thể phát huy ra uy lực đáng sợ nhất. Tuy lúc đầu thực lực hai người ngang nhau, nhưng khi Mộ Dung Điệp xuất ra Phần Thiên kiếm, thắng bại đã định rõ. Đúng như lời Mộ Dung Điệp nói lúc trước, hắn sẽ hạ Bát Lý Ngư Vũ khi không dùng quá 10 chiêu. Trác Phàm muốn yên ổn rời đi là không thể. Người tới đây, Bát Lý Ngư Vũ hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Dung Điệp đối diện, hung ác cắn môi, vẻ mặt đầy không cam lòng. Nếu muốn đối phó được với Phần Thiên kiếm của hắn, trừ phi lão tổ tông ban Phát Thiên kiếm cho nàng. Thế nhưng Phát Thiên kiếm chính là bảo bối của lão tổ tông, là vật bất đi thân, được nói hiện tại hắn không ở bên cạnh, cho dù có ở đây cũng chưa chắc đã đưa cho nàng. Chỉ vì thiếu binh khí mà khó thể địch lại, không thể không nhận thua, không có khả năng phản kích, khiến một kiếm vương như nàng cảm thấy bất ức, rất không cam lòng. Mộ Dung Điệp hiểu được suy nghĩ này của nàng, trong lòng đồng cảm, cái là đầu thở dài. Cô nương không cần quá để ý, lần này cũng không tính là cô nương thua, chỉ tôi nói là tình thế bất đắc dĩ, tai hạ mưu lợi mà thôi. Cúi đầu thật sâu, Mộ Dung Điệp không nhìn vẻ mặt tức giận của Bát Lý Ngư Vũ, ngược lại vừa nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Trác Phàm, sâu xa cười nói, tiên sinh, vì cô nương này hiện tại đã bại, ngươi còn rời đi không? Đương nhiên. Trác Phàm không dừng lại, trên mặt vẫn bình thản như cũ. Mặc dù nàng không thể thắng ngươi, nhưng ngăn cản ngươi một chút thời gian thì dư xài, dù ta có bò như ốc sên cũng thể cách xa ngươi vạn dặm. Mộ Dung Điệp nghi ngờ liếc mắt nhìn Trác Phàm, lại bỗng dưng cười ra tiếng, ngăn trở ta sao? 10 chiêu mà thôi, nàng có thể ngăn cản ta bao lâu? Chắc có lẽ các ngươi đều rõ. Sát mặt Bát Lý Ngư Vũ trầm xuống, vẫn giữ im lặng, hai tay siết chặt, có chút không cam lòng. Ta nói nàng có thể ngăn cản ngươi thì có thể ngăn cản ngươi, không tin phải không? Khóe miệng sẽ có đường cong tà mị, Trác Phàm cười cười nói ra, Mộ Dung gia chủ, vừa rồi ngươi nói Mộ Dung gia mặc dù có một chút tranh kiếm, nhưng tuy sao không xem thường anh hùng trong thiên hạ, nhưng theo ý kiến cá nhân của ta, ngươi thực sự quá cao ngạo, không để người trong thiên hạ vào mắt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có trên tay ngươi mới có thần binh lợi khí sao?
trong lòng bộ dung địch run lên không thể tin nó ra. Người có ý tứ gì? Cho nên nói không sai, hai bên đối chiến, chính thức tính sai không phải là ta mà chính là ngươi. Trong mắt lấy lên tinh mang, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, anh búng tay. Một tiếng, một đạo hắc mang lấp lóe, một trường kiếm đỏ thẫm xen kẽ đường vân quỷ dị đột nhiên xuất hiện trên tay anh. Sau đó không nói hai lời, cũng quay đầu lại. Trác Phàm hơi vung tay lên, ném về phía Bách Lương Người Vũ. Cầm lấy nó, lãnh giáo cao chiêu Mộ Dung gia chủ cho thật tốt đi. Giống như điện mang đen nhánh vạch phá bầu trời, Bách Lương Người Vũ nhấc tay vồ lấy, phụt một tiếng, liền cầm chắc hắc kiếm trong tay. Lưu quang màu đen tản ra màu sắc quỷ dị trong không trung nóng rực, tiếng ngâm khẽ rẽ rách như ác ma ngâm sướng đang phát động ra tiếng động chấn nhiếp cả thiên địa. Bách Lương Người Vũ chớp mắt chăm chú nhìn trường kiếm chấn động mà kinh ngạc đến ngây người, bởi vì nàng đã nhìn ra tính chất và linh tính của kiếm này không khác gì phát sinh kiếm trong tay lão tổ tông và phần thiên kiếm trong tay Mộ Dung Điệp. Nó cũng là thần binh, thế nhưng là thần binh châu nào? Vì sao trước kia nàng chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua thần binh trong năm châu? Sao quỷ gì như vậy, lại có đường vân đen bám vào binh khí sao? Thế vậy Mộ Dung Điệp đối diện không khỏi hạ mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Đồng thời phần thiên kiếm trong tay hắn vốn bị hắc kiếm ngâm gọi phát ra tiếng ngâm khe khẽ, như gặp phải thiên địch, nó tản mắt ra sát khí và địch diễm cuồn cuộn. Xảy ra chuyện gì chứ? Rốt cục phần thiên kiếm bị làm sao vậy? Nhìn lưỡi kiếm trong tay hắn run lên không ngừng, Mộ Dung Địch nhíu mày không thể hiểu nổi. Thần kiếm hôm nay sẽ lại bị kích động như thế, không giống thường ngày, cho dù gặp những thần binh khác cũng chưa từng xảy ra chuyện như thế, không biết hôm nay. Mộ Dung Địch không hiểu, nhưng Trác Phàm lại thông suốt. Thần binh nhìn thấy ma kiếm đột nhiên kích động, dù sao ma kiếm là kình thiên kiếm, nhưng kiếm linh sớm đã cải biến, không còn bộ dáng lúc trước. Năm thánh binh luyện chế cùng một chỗ, lúc gặp lại cũng thể nhận ra, đừng nói là kiếm mà ngay cả người bình thường gặp cũng sẽ kinh ngạc. Cũng may kiếm linh thần kiếm sẽ không nói chuyện, nếu không mà nói nhìn thấy kình thiên kiếm thay đổi không phải lên tiếng thoá mạng mới là lạ. Này tiểu tử, ngươi từ đâu tới mà lại dám tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm vị trí của huynh đệ ta? Mà huynh đệ ta đâu rồi? Ha ha, chết rồi, chết như thế nào? Bị chủ nhân ta dịch, ai kêu nó không chịu nghe lời? Chà chà, chắc là sẽ cảnh tượng này đó. Khóe miệng Trác Phàm nhếch lên, anh nghe thấy hai trường kiếm ngân vàng, trong đầu tưởng tượng cảnh bọn chúng đối thoại nên mỉm cười. Đáng tiếc hai kiếm tuy có địch ý, nhưng chủ nhân kiếm lại không biết nội tình, cũng chết vì tội hồ đồ. Thần kiếm này tới tay, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Động thủ đi. Trong hư không, hai người bị tiếng kiếm ngâm làm cho ngơ ngẩn, đúng không nhúc nhích. Trác Phàm vẫn chậm chạp bước đi, bỗng dưng hét lớn, giọng anh như chuông ngân đinh tai nhức óc. Lúc này Bách Lương Người Vũ mới hồi phục tinh thần, nhìn ma kiếm trong tay, khóe miệng nở nụ cười hưng phấn. Rốt cuộc nàng có thể chiến một trận thống khoái với một dung điện mà không bị bất đắc rồi. Bây giờ ai cũng có thần kiếm trong tay, xem ai sợ ai. Nghĩ như vậy, Bách Lương Người Vũ dốc công lực toàn thân cược vào thần kiếm, tiếng ma kiếm ngâm khẽ càng thêm dồn dập. Cuối cùng bỗng nhiên một đạo khí thế ngất trời phóng ra từ mũi kiếm, lao thẳng đến chín tầng mây. Trong thoáng chốc, sấm sét bạo động, tiếng xé gió vang lên. Khi kiếm khí kia phóng lên trời, bầu trời đã hoàn toàn biến thành đỏ sẫm, lần nữa bị xé mở một rít đứt sáng ngời. Từng đạo ánh sáng bạc hiện lên xen lẫn sấm sét, kiếm khí cũng phát tán mà ra, xoắn nát từng mảnh hỏa vân hóa thành hư vô. Rất nhanh Bách Lương Người Vũ đã đánh ra một mảnh bầu trời của chính mình. Tuy vùng trời này rất nhỏ, chỉ bằng 1/3 diện tích hỏa vân, nhưng đã khác với lúc trước. Dù sao điều này cũng cho thấy Bách Lương Người Vũ có được đánh một trận, không phải trong vòng 10 chiêu mặc cho người chém giết, mà Mộ Dung Điệp cũng phải là một tay che trời, chưởng khống cả bầu trời như vừa rồi. Hai người tay cầm thần kiếm chàng co lẫn nhau, một trận chiến này muốn kết thúc trong thời gian ngắn là điều không thể. Khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị, Trác Phàm chậm rãi khoát tay, tiếp tục kéo tay nhỏ Tức Nhi khoan tay đi về phía trước, tốc độ vẫn nhẹ nhàng như cũ. Hai vị cứ từ từ mà đánh, tài hạ đi trước một bước đây. Mộ Dung Điệp tức giận đến run rẩy, nhìn bóng lưng Trác Phàm đi xa, nhưng nhìn Bách Lương Người Vũ cầm kiếm đứng trước mặt, khóe miệng còn đang cười khiêu khích, hắn lại không có biện pháp gì, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Xem ra lần này rất khó mà mang tấm kết thúc rồi. Đúng vậy, trong vòng 10 chiêu người đấu không lại ta, trăm chiêu nghìn chiêu cũng chỉ cách đấu lại. Nhất miệng cười một tiếng, Bách Lương Người Vũ lúc này
vạch một kiếm phóng về phía Mộ Dung Duyệt. Mộ Dung gia chủ, Bản Cô Nương cả đời này còn chưa dùng qua thần kiếm đối địch bao giờ, lần này lại gặp phải đối thủ có sức mạnh ngang nhau, ngươi bồi ta vài chiêu đi. Mẹ đó, hiện tại hắn lại trở thành bồi luyện sao? Mộ Dung Duyệt bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lắc đầu, nhìn Bách Lý Ngự Vũ hưng phấn vọt tới, cũng thấy làm gì khác hơn, đành nhanh chóng lao lên. Giờ khắc này, Mộ Dung Duyệt biết bản thân khó mà giữ được tác phạm, đã không muốn đánh, nhưng Bách Lý Ngự Vũ sử dụng thần kiếm lại vô cùng hưng phấn, đang muốn luyện tay, không thể không đánh. Kết quả, một nam nhân có chút không muốn và một nữ nhân cao hứng bừng bừng liền va vào nhau, bắt đầu mở ra cuộc đại chiến. Bỗng nhiên thiên địa rung chuyển, sơn hà chao đảo, sấm sét chớp lóe, lửa cháy cửu thiên. Với cấp bậc kiếm vương trong tay hai người lại cầm thượng thần kiếm giao chiến, một trận long trời lở đất, sông cả đá bọn, cảnh tượng ngày thần thế chất thời xuất hiện trước mắt. Những nơi hai người đi qua không có chỗ nào không bị chảy trùi sinh linh đồ thán, cho dù bọn họ không đi qua mà chỉ tản ra dư âm cũng được khiến mọi thứ biến mất không còn tung tích. Trận chiến này diễn ra vô cùng kịch liệt, không ai nhìn thấy, bởi vì không ai dám đứng ngoài quan sát hai vị cao thủ kiếm vương giao chiến, ngoại trừ người không muốn sống. Cho dù Mộ Dung Tích và Trị Nhi từ khi cuộc chiến bắt đầu đã vội vã chạy đi, không có dũng khí quay đầu nhìn lại, âm thanh oanh tạc không ngừng cũng khiến lỗ tai hai người như muốn điếc. Nhưng cho dù các nàng trốn vô cùng nhanh chóng, cũng xém chút bị cuốn vào trong chiến trường kinh thiên động địa này, hài cốt không còn. Còn Đắc Phàm lại càng biến nhanh trong khói lửa ngùn ngụt, không thấy bóng dáng. Mộ Dung Tích vốn định đuổi theo nhưng tìm không thấy. Một trận chiến này đúng lúc chặt đứt manh mối của Đắc Phàm, anh trở thành nhân vật thần bí không gốc gác. Khói lửa cuồn cuộn, một chiếc xa giá bỗng dưng dừng lại trước mặt Đắc Phàm, nắm tay Tức Nhi khoan thai từ đất lên xe, sau đó xe kia lần nữa nghênh ngang rời đi. Trên xe, Hồ Về nhìn Đắc Phàm rồi lại nhìn về phía cự chấn kinh thiên động địa ngoài xe với vẻ mặt kinh sợ. Hắn như hỏi tiên sinh, cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Lúc trước chúng ta vừa mới bắt đầu làm việc thì trấn Phong Sương vừa gặp phải băng trụ rơi xuống, vội vàng chạy ra, quá không ngoài dự đoán, toàn bộ tiểu trấn đều bị phá hủy. Chúng ta còn lo lắng cho an nguy của tiên sinh, nhưng bây giờ thì tốt rồi, thiên địa sụp đổ, ngày tận thế kéo đến, khắp nơi đều núi lửa phun trào, không biết để cho người ta sống được hay không chứ. Không có gì đáng ngại, cứ tiếp tục đuổi theo các xe khác. Lãnh Vũ Kiếm Vương đang quyết đấu với Một Dung Điệp mà thôi. Chậm rãi khoác tay, Trác Phàm cười khẽ nói, sắc mặt tái nhợt. Nhưng người kia không chú ý, kinh hoàng nói, cái gì, Niệt Dương Kiếm Thần, Một Dung Điệp sao? Sao tên sinh lại chọc tới hắn, rốt cuộc sẽ ra chuyện gì?